Cụ thể, vào chiều ngày 24 tháng 3, Hiệp hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một cuộc họp, bao gồm nội dung xem xét các tiêu chuẩn và điều kiện của luật của Giang Thi Hang Ni theo Điều 10 và 11 luật 2006. Theo các quy định quan C, khoảng 1, Điều 42 của Hiến chương Liên đoàn Việt Nam. Trước đó, Cảnh sát Thành phố CSGT Hồ Chí Minh đã bị truy tố và bắt giữ và giam giữ bà Hang Ni.PHOTOCACC. Kể từ đó, Hiệp hội Sư Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm thời đình chỉ luật pháp sư cho bà Giang Thi Hang Ni. Trước đây, Hiệp hội Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được thông tin rằng nhà báo Giang Thi Hang Ni có dấu hiệu vi phạm các điều 17 và 18 của luật pháp 2006. Phái đoàn đã gửi một công văn đến cơ quan báo chí nơi các vấn đề gia đình của thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu xác minh xem cô ấy có phải là quan chức hay không. Tuy nhiên, phái đoàn đã không nhận được phản hồi từ hai cơ quan này, vì vậy không có cơ sở để thu hồi giấy chứng nhận hành nghề luật sư của cô ấy.